Vừa rồi em Tuấn có làm một cái clip, à hai ba clip cho các bác rồi, âm ly này và loa rồi. Thì tiếp tục clip này em sẽ giới thiệu cho các bác tiếp, bởi vì là có rất là nhiều loa, nhiều những cái sản phẩm các bác cần. Để tiếp tục nhé, đi đến đâu làm đến đấy luôn. Và em giảm cho bác từ 2 đến 3 triệu. Nhưng mà em Tuấn là chỉ yêu cầu các bác là chia sẻ giúp em Tuấn lên trang cá nhân của bác, có nghĩa là lên trang Facebook hoặc Zalo của các bác. Thì các bác sẽ được hưởng những cái mức giá như em Tuấn vừa đưa ra. Còn nếu không chia sẻ lên thì em các bác thông cảm, bởi vì là cái giá em đưa ra giảm cho bác toàn 2 đến 3 triệu. Nên thành ra em Tuấn không cập được cho em nhé. Không cập được cho em, nó lỗ nhiều quá. Thôi bây giờ chịu lỗ 1 triệu thì được, chứ bây giờ lỗ đến 3, 4 triệu là chắc là không được các bác nhé. Mà cái số lượng này nó sẽ đi hết thì nó lỗ quá nhiều. Nhưng mà cái lỗ đấy thì em lại được cái số lượng khách tương tác, có nghĩa là các khách hàng đăng ký kênh, theo dõi kênh. Thì sau này em bán hàng thì dần dần các bác ủng hộ em thì em lại có lợi nhuận về sau. Nên chính vì vậy mà tất cả những cái bài em báo sau đây các bác chia sẻ lên trang cá nhân của mình thì em Tuấn mới chấp nhận cái giá em giảm như vậy. Bắt đầu vào đây. Như con loa này, con này có clip khui hàng cho bác rồi nhá. Con VF12. Con VF12 này ở trên kênh để cho các bác mức giá, con VF12 có clip khui hàng rồi. Bác nào cần em gửi clip cho. Ở trên kênh có mức giá để cho các bác là 6.9 triệu. Con này để cho bác 5 triệu 9 nha. VF12 5 triệu 9. Bát 30 thép kèn 5 triệu 9. Tiếp tục lô này giới thiệu rồi. Chết cầm cái bút đi. Nó cứ phải có cái bút. Như các chú các anh các bác bình luận ở trên kênh là ông Tuấn cầm cây bút thần kỳ. Đúng là cây bút thần kỳ thật. Bởi vì là giảm mà. Con này là không có loa bác nhá, nên là không giới thiệu. Đây, còn con loa toàn giải ở dưới này nữa. Đây ạ. Con loa toàn giải của Nhật, con Koran toàn giải của Nhật. Ở trên kênh em có báo cho bác là giá bao nhiêu đây. 6.8 triệu con Koran này. Nha. Con Koran 6.8 triệu để cho các bác 4.9 triệu toàn giải nha. Koran có clip giới thiệu rồi. Em mà đã giới thiệu thang thì bay hết. Đi đến đâu bay hết. Tất cả phụ kiện dây nhá, dây AV phụ kiện hoặc bác các bác hỏi đôi loa nào là em sẽ tự trả lời cho bác luôn, chứ không nhất thiết là cứ phải là em quay lên đây. Các bác cứ hỏi đi nhé. Đông đôi này nữa. Đôi này đôi gì đây? Để em vào em xem đôi này. Ai già, đôi này là đôi gì đây bác? Đôi gì đây? Loa Đức. Con này loa Đức, loa Đức. Con này là con loa Đức Summit. Summit có bản test cho bác rồi. Con Summit 3 way, một bát, một chung, một tép còi kèn. Con Summit trên kênh là 6.9 triệu. 6.9 triệu. Có bản test giảm cho bác 4.8 triệu. 48 nha. 48 nha. 4.8 triệu. Con Summit này có bản test rồi. Con loa này là loa gì đây? Tiếp tục một con loa toàn giải nữa. Còn con này thì của em thì cao tiền lắm. Con âm ly Rogan. Âm ly đèn của em chưa chứ. E40A cơ. Con này 39 triệu cơ. Mà nào thích thì hỏi. Em nói chung là con đấy em chơi loa của em trên kia rồi. Con này là con toàn giải tiếp tục 4.8 triệu này. Nha. 4.8 triệu đây. 4.8 triệu được chưa? Giảm cho các bác còn 38 đi. 38 con toàn giải này có bản test rồi, 3.8 triệu. Ok chưa? Đấy, mấy bác hỏi loa đây nữa. Còn con loa này nữa. Bác nào cần em nhé. Hai con này cứ để tivi không để ý đấy. Đây là đôi loa Watford. Bác nào cần clip. Con này có số thứ tự rồi. Em sẽ gửi clip khui hàng cho bác. Bây giờ em không khui nữa. Con này là con Watford giá số thứ tự là số 3, giá 11.900.000. Báo cáo bác. 11.900.000. Hôm nay em xả tiếp cho bác nhé. Bác nào cần em sẽ gửi cái clip khui hàng của con này ra cho nó dễ. 11.900.000 để cho các bác 11 triệu còn 10.900.000 còn 9.900.000. Ui, để cho bác 8.900.000 đi. 8.900.000 nhá. 8.900.000 cho bác nhá. Bác nào cần em sẽ gửi clip cho nhá. Gửi clip chưa? Tiếp tục con trong này nữa. Đây, để trong này khuất quạt không để ý đây, cứ để đồ vào đây. Con này con số 4 này. Số 4 ở trên kênh là 9.3 triệu nhá. Trên kênh là 9.3 triệu. Đấy, các bạn nào cần clip em gửi clip khui hàng cho, chứ bây giờ nó chỉ có mặt đây. Mặt ở đây. Đấy. Trên kênh là 9.3 triệu. Giảm tiếp cho các bác luôn. 93 còn 83 còn 7.3 triệu. Ui, 6.9 triệu đi. 6.9 triệu nhá. 6.9 triệu cho các bác. Cho nhanh. Cần gọi em gửi clip cho. Bởi vì là 6.9 triệu cái vỏ loa là 5.8 triệu rồi các bác. Bốc cho nhanh hộ em. Đấy, đã tặng như thế cho nó xõa nó sướng. Được chưa? Tiếp tục trên này. Lên đến đây. Đây đó là con BMW kép W để em bật cái điện lên nha.
Em mà đã làm, em làm cho các bác. Đây, BMW KW, con này có bản test trên kênh rồi, mức giá 14,8 triệu, có bản test trên kênh. Con này các bác đánh với âm ly Rothel ở dưới kia kìa, em đang giảm cho bác thì nó quá rẻ luôn. BMW KW con này made in England, trên kênh là giá 14,8 triệu đúng không? 14,8 triệu. Em Tuấn giảm cho các bác luôn 14,8, 13,8, còn 12,8 triệu đi. Nha, 12,8 triệu giảm cho bác 2 triệu. BMW KW loa Anh Quốc 12,8 triệu. Tiếp tục sang với con JBL này. E80 13,9 triệu nhá. JBL E80 13,9 triệu. Giảm cho bác, nhớ là phải chia sẻ kênh thì mới được giá đó. 13,9 triệu. Giảm cho bác 2 triệu còn 11,9 triệu. 11,9 triệu. Không chia sẻ em Tuấn không chấp nhận nhá. Sang đến đây nữa, tiếp tục con này nữa. Đó là con loa của Đức. Con loa của Đức, con này cũng có clip test rồi, con này bắt 25. Loa Đức. Con loa Đức, đến con loa Đức xem nào, loa gì đây? Có bản test rồi mà. Có bản test rồi, loa Đức đây. Con loa Đức, con Quark Dia cái gì này, M150 này. Công suất 150W max này. Trở kháng từ 4 đến 8 ohm nhá. Con loa này nhá, trở kháng từ 4 đến 8 ohm. Made in Germany. Con này trên kênh là 9,9 triệu. Để cho các bác 8,9 triệu, 7,9 triệu đi. 99 còn 79. nha, còn 7,9 triệu. 2 triệu luôn rồi đấy, 7,9 triệu. Tiếp tục sang con này nữa, con Pioneer. Con Pioneer này ở trên kênh là 3,9 triệu. Con Pioneer này, con Pioneer SX70V 3,9 triệu. Sẽ còn 2,9 triệu cho các bác. 29 nhá, trên kênh 39 nhá. Trước em giới thiệu trên kênh 39. Còn 2,9 triệu cho bác. Sang tiếp tục con BMW KW. Con này mới có con đỉnh nữa này. Con này con đỉnh nữa này. Con này con cực kỳ đỉnh. Con này trên kênh 12,8 triệu đúng chưa? 12,8 triệu, con này made in England. Con này đẹp lắm, có bản test rồi. Có bản test hết rồi. Con này DMW KW 602S3 8 ohm, made in England, được chưa? Trên kênh là 12,8 triệu, để cho bác 10,8 triệu nhá. 10,8 triệu. 10,8 triệu. Ok chưa? Có bản test rồi. Kể cả con này cũng có bản test rồi. Có bản test hết rồi. Bắt đầu cần gửi bản test cho. Con này em đọc cái model đằng sau cho bác xem. Màu vàng, vỏ màu vàng hết, rất là đẹp luôn. Con này là con BMW KW DM602.5S3. 602.5S3 made in England. 100W, trở kháng 8 ohm. Vậy là con này đôi này 200W. Được chưa? Tiếp tục nữa, em mà đã đi em đi cho các bác dọn. Còn riêng con này, con khủng này, con Kenwood khủng này 39 triệu trên kênh nhé. 39 triệu trên kênh. Đấy, bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em. Sang tiếp tục con JBL này. Con JBL này là con JBL G400 made in USA, G400 nhé. Đây, G400 bass 25 G400. Lỗ thông hơi phía trước rất là đẹp. Ở trên kênh 8,9 triệu nhé. Để cho các bác mức giá 7,9 triệu đi. Ui, 6,9 triệu đi. 6,9 triệu. Ok chưa? 6,9 triệu. Tiếp tục đây. Hôm qua bác nào hỏi đôi kép, kép 104S2. Con này đã có clip vui hàng. 104S2 nhé. Con kép 104S2 này đã có clip vui hàng. Ở trên kênh là 19,900,000. Đúng chưa? 19,900,000. Giảm cho bác còn 18,9 triệu. 17,9 triệu đi nhé. 17,9 triệu. Con kép 104S2 này nhé. Hàng khủng. Hai loa súp bên trong, ba loa mặt trước. Có clip rồi. Tiếp tục con Onkyo MX7. Con này thì quá khủng. Con này khủng lắm, đẹp. Con này đẹp lắm. Con này MX7 nhé. Con MX7. Đấy, MX7. Con này ở trên kênh là 11,8 triệu MX7 nhé. Bát ba hơn 30 đấy. Con này phê luôn. Ở trên kênh đây 11,8 triệu, có bản giới thiệu cho bác rồi. 11,8 triệu, để cho bác 10,8 triệu đi. Ui, 9,9 triệu đi. Giảm cho bác gần 2 triệu, 1,9 triệu đi. 9,9 triệu nhé. Nhưng con này phê luôn. Bác nhìn cái núm của nó này. Và còn con này nữa. Con này gồm có 4 loa toàn giải. 4 loa toàn giải. 4 loa toàn giải con Unpest.
con Unpad này, con Unpad model là FS952, hàng made in Japan nhé, made in Japan. Con này trên kênh em đã để cho các bác giá bao nhiêu rồi, trên kênh hôm trước là để giá bao nhiêu đây, trên kênh hôm đấy không nhớ giá là bao nhiêu đây, dán rồi quên mất. Trên kênh để giá bao nhiêu. Con này có nghĩa là một loa bát, hai loa bát, ba loa bát, bốn loa bát, bốn loa bát một thùng, một loa kèn đây. Em đang định nhấc con kèn này ra để em lắp vào kèn kia em thử xem nào ấy. Nhưng mà báo cáo các bác là nó không vừa chóa mấy cái kèn này này. Thì chút em lại lắp vào nhé, lắp vào. Nó không vừa chóa, cái kèn nó kèn gang đang ở dưới kia. Đấy, để cho các bác đôi này để cho bác 5,9 triệu đi, hết cỡ nhá. Hôm trước đôi này em nhớ là 8,9 triệu hay là mấy triệu chín, 5,9 triệu đôi này. Để bác 5,9 triệu nhá. 5,9 triệu đôi này. Nhớ đấy. Còn kèn của nó em đang tháo để em lắp đây thử dưới này. Nói thì có sách mách có chứng không các bác lại bảo. Đây em đang tháo kèn của nó để em lắp vào mấy cái đồ em độ về đây để xem nó vừa không thì em nghịch kiểu đấy, nhưng mà nó không vừa. Đây những cái chóa kèn như thế này là không vừa.